Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến các gia đình hội viên và người dân trên địa bàn phường thực hiện phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc và bền vững. Tiếp theo chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn phường Vĩnh Ngươn thành lập được 5 câu lạc bộ gồm xây dựng gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ ba, chi hội 503 sạch, phụ nữ không tham gia đánh số đề. Những thành viên trong các câu lạc bộ này đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là vai trò của phụ nữ về xây dựng gia đình hạnh phúc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình. Vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thi tìm hiểu về giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, luật phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và trách nhiệm của phụ nữ và từng gia đình trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, ngăn chặn, phòng ngừa các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, củng cố ổn định và phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững. Từ khi mà thành lập câu lạc bộ á thì tôi thấy các chị em trong câu lạc bộ rất là phấn khởi, rồi đi tham dự những cái buổi sinh hoạt. Thì bên cạnh đó cũng có tuyên truyền về luật bình đẳng giới, rồi luật hôn nhân gia đình, rồi bạo lực gia đình. Thì qua đó thì mấy chị em cũng tiếp thu được, và nhìn chung là những gia đình á thì có diễn biến rất là tốt, là về cái sinh hoạt gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con gái, gia đình trong gia đình thì cũng không có bạo lực gia đình. Thì các chị em rất là vui vẻ và tích cực tham gia khi mà có họp hội và mời mấy chị. Các thành viên trong câu lạc bộ thực hiện xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc. Các chị em hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nhất là lao động nữ, để ổn định đời sống, góp phần hạn chế bạo lực gia đình. Do nguyên nhân từ kinh tế khó khăn, nhiều phong trào hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế trong thời gian qua được Hội Phụ nữ phường đẩy mạnh, như phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ làm kinh tế giỏi, xây dựng các mô hình tiết kiệm như nắm gạo tình thương, tiết kiệm heo đất, phụ nữ giúp nhau mua bảo hiểm y tế, tuyên truyền và tư vấn về học nghề, tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, tăng cường tín chấp các nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng ủy thác vốn vay ngân hàng, chính sách xã hội. Qua đó đã giúp cho nhiều hội viên phụ nữ có việc làm, đời sống ổn định, góp phần xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Tham gia câu lạc bộ gia đình hạnh phúc thì nói chung vợ chồng bình đẳng, vợ chăm sóc nhau, nuôi dạy con cái học hành đến nơi đến chốn. Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững không những nâng cao nhận thức phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, mà còn trang bị kỹ năng xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc trong hội viên Hội Phụ nữ phường.